Chuyển phôi là giai đoạn quan trọng trong quá trình thụ tinh trong ống nghiệm. Sau khi thụ tinh thành công, phôi thai sẽ được đưa vào trong tử cung của người mẹ. Và vấn đề dinh dưỡng giai đoạn này rất quan trọng, giúp chuyển phôi dễ dàng, phôi bám vào tử cung và làm tổ thành công. Để chuyển phôi thành công thì lớp niêm mạc đẹp là điều kiện vô cùng thuận lợi để cho phôi thai làm tổ trong thành cổ tử cung. Vậy mẹ bầu nên ăn gì để niêm mạc đẹp trước khi chuyển phôi? Hãy cùng tham khảo những loại đồ ăn sau đây nhé. 1. Ngải cứu. Ngải cứu là thực phẩm tốt cho niêm mạc tử cung, làm dày niêm mạc của cả phôi và tử cung, giúp cho phôi thai dễ bám và bám chắc hơn vào thành tử cung, làm tăng tỷ lệ chuyển phôi thành công. Ngải cứu chính là câu trả lời cho câu hỏi ăn gì để tốt cho niêm mạc để chuyển phôi. Cách sử dụng ngải cứu cũng rất đơn giản, chỉ cần đun nước uống mỗi ngày trong một tháng sẽ cải thiện được tình trạng niêm mạc mỏng. 2. Đậu nành. Đậu nành là một trong những thực phẩm nên ăn. Đậu nành có chứa nhiều estrogen, giúp tăng nội tiết tố nữ, giúp niêm mạc dày hơn và còn có tác dụng chống lão hóa, cân bằng hormone cho cơ thể, làm tăng tỷ lệ chuyển phôi thành công. Các chị em có thể uống 2-3 cốc đậu nành một ngày để làm tăng khả năng thụ thai thành công. 3. Cháo cá chép. Ăn gì tốt cho niêm mạc để chuyển phôi thì cháo cá chép là một lựa chọn vô cùng lý tưởng. Cháo cá chép là vị thuốc có thể giúp phôi bám chắc, từ đó giúp tăng tỷ lệ chuyển phôi thành công. Chị em có thể ăn cháo cá chép 1 tuần 3 lần để làm tăng khả năng chuyển phôi thai. 4. Lá tầm ma. Lá tầm ma có chứa nhiều sắt, vitamin C tác dụng giúp tăng lưu lượng máu nuôi dưỡng phôi thai. Điều đó có tác dụng tốt cho phôi thai bám tốt hơn và phát triển trong tử cung. 5. Chất béo không bão hòa. Chất béo không bão hòa có trong dầu ô liu, bơ lạt, xà lách trộn, có tác dụng giúp phôi thai bám nhanh hơn và thành tử cung, làm tăng khả năng chuyển phôi thành công. 6. Thảo dược tự nhiên. Một số loại thảo dược tự nhiên như nhân sâm, bạch quả có tác dụng duy trì sự cân bằng các loại hormone, kích thích nội tiết tố nữ và tốt cho niêm mạc tử cung. 7. Hoa quả tươi và nước ép hoa quả. Trong các loại hoa quả tươi và nước ép hoa quả có vitamin A, vitamin C, vitamin E và chất chống oxy hóa, có tác dụng tích cực điều hòa tiết tố và chống lão hóa. Ngoài những thực phẩm trên, thì các chị em nên có chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi khoa học, điều độ để bảo vệ sức khỏe, giúp cơ thể khỏe mạnh cũng như là cách để tăng tỷ lệ chuyển phôi thành công. Hy vọng với những chia sẻ trên, các chị em sẽ bổ sung những thực phẩm dinh dưỡng này vào thực đơn mỗi ngày giúp tăng tỷ lệ thụ thai thành công.